Tiếp tục thông tin về vụ kiện một chủ cơ sở thẩm mỹ tiêm chất làm đầy cho một cô gái khiến cho cô gái này đột quỵ và mù mắt vĩnh viễn. Theo thông tin từ nạn nhân thì cô đã nói chuyện nhiều lần với chủ tiệm nhưng mà người chủ lại có cách lý giải rất là khó chấp nhận. Đó là vì năm nay là 5 tuổi nên cô gái này mới gặp xui như vậy. Nạn nhân là một cô gái sinh năm 1994. Sau khi xảy ra sự cố tiêm chất làm đầy, người chủ cơ sở thẩm mỹ đã tự thỏa thuận với cha mẹ nạn nhân số tiền 67 triệu đồng để cam kết không khởi kiện và chi phí thuốc men. Tuy nhiên cá nhân cô gái không đồng ý. Theo lời kể thì cô đã đến gặp trực tiếp và yêu cầu bồi thường đầy đủ chi phí điều trị chứng teo nhãn cầu. Nhưng người chủ cho rằng vì hiện là 5 tuổi của cô gái nên cô mới gặp xui như vậy. Sau khi sự việc xảy ra một năm, chạy chữa ở rất nhiều bệnh viện nhưng không thể phục hồi thị lực, nạn nhân mới quyết định khởi kiện. Trước đó vào tháng 12 năm 2016, nạn nhân được tiêm một mũi filler vào mũi tại một cơ sở dạy nghề thẩm mỹ. Trong quá trình tiêm, nạn nhân bị xây sầm mặt mày, buồn nôn và ngất xỉu. Sau khi được cấp cứu thì các bác sĩ chẩn đoán cô bị đột quỵ và mất thị lực hoàn toàn.